Tôi đã biết quá trình của sự việc rồi. Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi. Không chê thì tôi muốn mở tiệc mời cậu một bữa. Không cần khách sáo như vậy đâu mà. Mở tiệc thì không cần đâu. Chỉ là em gái cô đã đồng ý cho tôi 100 bạn làm thù lao. Lời hứa này. Cái gì? Con bé nói lấy 100 bạn làm thù lao. Khụ. Coi như tôi chưa nói đi. Của nhiên làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Thôi bỏ đi. Vốn gì cũng chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi. Ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng nhận được thù lao gì rồi. Mạng của em gái đường hi là tôi vậy mà chỉ đáng giá 100 vạn thôi sao? em sỉ nhục bản thân mình còn coi thường người chị này sao? Chị, đau đau, trong này là 100 triệu, món quà nhỏ nhặt coi như là chút tấm lòng của tập đoàn đường thị chúng tôi. Đợi đã, tập đoàn đường thị, cô nói là tập đoàn đường thị có giá hơn 50 tỷ trên thị trường kia đúng không? Đúng vậy, nhưng chút tiền này còn kém xa những gì cậu đã làm vì em gái tôi, đường thì chúng tôi còn nợ cậu một ân tình rất lớn. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ, không cần đợi sau này, bây giờ hiện tại lập tức tôi có chuyện muốn nhờ cậy cô có được không? Hả? Ba ngày sau, bệnh viện Hàng Thành. Yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đã mời năm vị chuyên gia xuất sắc nhất trong và ngoài nước về lĩnh vực này đến để nghiên cứu phương án phẫu thuật rồi. Tôi tin là gì rất nhanh sẽ khỏi lại thôi. Mỹ Quyên, cố gắng lên, rất nhanh là có thể khỏe lại rồi. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Bố mẹ của tôi qua đời sớm. Tôi cũng chỉ có người em gái này thôi. Cho nên bất kể thế nào thì thôi cũng không mong con bé xảy ra chuyện. Chị Đường, chuyện lần này cảm ơn chị. Chị mới thật sự là đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu sau này chị có việc gì cần đến trần vũ tôi thì tôi nhất định sẽ cố gắng làm. Đúng thật là tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu có thể dành chút thời gian dành thôi huấn luyện vệ sĩ của tập đoàn Đường thị chúng tôi được không? Lão đại, xin hãy chỉ dạy chúng tôi cách chiến đấu. Đợi đã, huấn luyện, thật không giấu gì, không lâu trước tôi từng phái người đi điều tra người ra tay với Dung Dung, tôi đoán không sai, chính là doanh nghiệp đối thủ thuê đến làm, mục đích là muốn mượn chuyện này để khống chế tập đoàn Đường thị, nhưng có một chuyện khiến tôi rất bất ngờ, những người đánh thuê chuyên nghiệp kia bị cậu đánh đến bây giờ vẫn đang nằm viện không thể hồi phục lại, hình như vẫn còn ám ảnh tâm lý, đi ra mày đừng lại đây tuy không biết cậu đã dùng cách gì nhưng có thể chỉ dạy cho người của tôi một chút để họ nâng cao chút được không cái này à thực ra vẫn là cần kinh nghiệm thực chiến và chút mẹo sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu nhiều nhất là nửa tháng cũng sẽ trả thù lao tương ứng cho cậu còn về giá cả cậu có thể tùy ý đề ra thật không hổ làm người làm kinh doanh hoàn toàn không có chỗ cho tôi từ chối được tôi sẽ cố gắng nhưng tôi không đảm bảo là nó sẽ có tác dụng đâu vậy thì cứ quyết định như vậy đi tôi sẽ sắp xếp thời gian bảo đảm không làm tốn quá nhiều thời gian sinh hoạt của cậu vừa hay lấy khoảng thời gian này để ở bên mẹ đợi trả xong ân tình này rồi thì sẽ không ai nợ ai nữa rồi chính là như vậy nếu như đối phương đấm thì có thể nhanh chóng tấn công hạ bộ của đối phương đúng vậy tôi đi làm nửa tháng ở đường thị mỹ quyên em cuối cùng cũng tỉnh rồi em đang ở đâu vậy sau khi quyết định phương án trị liệu phẫu thuật của mẹ tôi được tiến hành rất thuận lợi cũng đang tích cực phối hợp với bác sĩ ăn nhiều chút mới có sức để khỏe lại được phu Cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối rồi, chuyện bên này đã xử lý được ổn rồi. Cũng nên trở về xem sao, bận bịu nửa tháng không quay về. Không biết bọn thiết phúc và nhược nhược sau khi trở về thôn Mộc Gia thì sao rồi. Đây, thôn Mộc Gia, địa ngục trần gian, sao lại thế này? Nhược nhược, thiết thúc, Nhàn thúc, mọi người ở đâu? Bạch công tử, nạp lan trưởng quay, cuối cùng thì người đã trở về rồi. Bọn ta vẫn luôn ở đây đợi người. Nhà kho nào đó của lầu vạn bảo, hai, ca, đau đầu, huynh nhẹ chút, xin lỗi. Ai, thiết thúc, Nhàn thúc, là ta nhất phàm nhất phàm ngươi trở về rồi là nhất phàm nhất phàm đã trở về rồi thiết thúc thấy mọi người không sao thật sự là ơ ờ, chuyện này thiết thúc tay phải của người còn có mọi người không sao chỉ là mất tay mà thôi cũng may là mọi người vẫn giữ mạng được không phải sao đợi đã nhược nhược đâu sao ta không thấy mùi ấy nhược nhược đau nhược nhược ngoan phải rửa sạch vết thương thầy thuốc thì mới hết đau được đau đây là mình ta không muốn đắp thuốc nhược nhược người bình tĩnh lại thái ra ra Ngươi để ta chết đi, hú hú, ta không muốn sống như một con quái vật vậy. Nhược nhược ngoan, ngủ một giấc là không sao rồi. Nhất phàm ca ca, huynh cuối cùng cũng đã trở về rồi. Mạng thì giữ lại được nhưng lại bị bỏng nặng quá. Cả người gần như không có chỗ lành lặn. Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, lại đang trong độ tuổi rực rỡ ngây thơ nhất. Không biết nửa đời sau phải làm sao. Là ai làm, kẻ đầu sỏ là Lâm Gia và cả Phù Thành Chủ. Phù Thành Chủ, nói đi, hôm nay có chuyện gì? Lâm bá phụ, tiểu chất không có chuyện gì chỉ là ta đã sai người thu thập vài dương linh thạch bây giờ muốn tặng cho lâm bá phụ coi như là chút tâm ý của vãn bối phẩm chất của những linh thạch này không tệ người đã dụng tâm rồi mắt nhìn người của hình nhi đúng là không tệ ngươi là một người rất tốt bá phụ thích là tốt rồi hừ chỉ biết nịnh nọt cha ta tiểu tử bạch nhất phàm kia đâu sao đã lâu như vậy rồi còn chưa tìm được không phải nói muốn chút giận cho ta sao chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi sao hình nhi nàng bớt giận bớt giận hừ Hinh nhi đừng có làm loạn nữa Bạch Nhất phòng này bỗng nhiên xuất hiện, tài lực hùng hậu có thể sánh được với một đế quốc. Trước đấy ta nghe Khải Nhi nói hắn thậm chí còn có thể hạ được một đám cao thủ của ám sát môn, còn thuê ngược lại, thực lực khó lường, muốn bắt được người này không thể vội vàng được. Cha, được rồi, ấm ức con phải chịu ở lầu vạn bảo cha đã biết rồi. Cha đã bảo Khải Nhi dẫn người đi diệt thôn Lâm gia rồi, cũng coi như là chút giận cho con, con đừng giày vò hắn nữa. Nhưng lúc bọn ta xử lý thi thể thì phát hiện 37 tiện dân của thôn Mộc gia thì có hơn 10 tên không biết tung tích cũng không biết những người còn lại đã đi đâu chẳng lẽ là được người cứu vậy hạ lệnh truy nã xuống toàn thành tàn dư của thôn mộc gia và bạch nhất phàm đó đào ba tức đất cũng phải tìm ra cho ta vâng